Rồi, xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lộ mai giống bên vườn của bạn Nam nha cô chú anh chị. Và hôm nay bạn Nam lên cho cô chú anh chị mình một số cây giống giống như là cúc trên 50 siêu nụ hoa hồng thanh tú, cúc gia định ha, cúc thọ hương, cúc phượng thanh trân, thanh mai cô chú anh chị ha. Và mức giá siêu đãi luôn cả nhà. Em mong cả nhà mình vào xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Em cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cùng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai gì cho cô chú anh chị mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Thì một cây đầu clip là mã số 11A, một cây cúc 150 cánh nha cô chú anh chị. Nút nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi, thông số rồi bạn. Rồi. Quanh thân là được 7 nha. Chiều cao là 66, tán ngang là 56. Rồi cái cúc 150 cánh giao lưu của chú anh chị mình giá là 240.000 thôi. Rồi, mình đã cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 12A cũng là một cây siêu nụ nha cô anh chị. Cũng được quấn đế lò xo nha. Rồi, lên dây gắn hết rồi cô chú anh chị ha. Là cây đang phát triển rất là tốt của cô chú anh chị ha. Siêu nụ, nút nụ rất là siêu nhiều luôn cô chú anh chị nha. Mỗi mắt lá đều có nụ ha. Rất là nhạt nha. Rồi, quỳnh thân là được 6. Rồi. Chiều cao 68, tán ngang 65. Rồi cái siêu nụ giao lưu của chú anh chị mình giá là 200 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 13A. 13A cũng là một cây hoa hồng ha cô chú anh chị. Hoa rồi. Hồng để gồng nha. Để còn gồng 3 lượng luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là 8. Chiều cao 80. Nụ nè, ngon lành nha. Tán ngang 65. Rồi cây hoa hồng mã số 13A giao lưu của chính chị mình giá là 240 luôn. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14A. Rồi 14A cũng là một cây cúc gia đình nha cô chú anh chị. Rồi. Tàn xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Củ đế bí luôn nè. Đế bí được 4 múi nha. 4 múi bí. Bí to luôn anh chị. Bí rất là to, rất là đẹp nha. Rồi. Quỳnh thân là được 7. Nụ nhiều nha. Chiều cao 60, tán ngang 58. Rồi. Cây cúc gia đình giao lưu của chính chị mình giá cũng chỉ là 250.000 bao phí ship luôn. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 15A, cũng là một cây cúc phượng thanh trân ha. Nút nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Một cái xương cá luôn nè. Quá chừng luôn. Rồi. Rồi. Đế gồng nè cô chú anh chị ha. Có tai luôn. Quỳnh thân là được 9 luôn. Rồi, dòng 3 lượng nha cô chú anh chị. Chiều cao 69. 1, 2, 3 nè. Tán ngang 68. Rồi, rồi. Cây cúc phượng thanh trân giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300.000 nha. Mã số 15A. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 16A cũng là một cây cúc vạn thọ nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc vạn thọ ha. Đế bí luôn. Cúc vạn thọ ha. Rồi, đế bí 4 múi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, quỳnh thân là được 6. Nụ nè. Chiều cao 68. Tán ngang 75. Rồi cái cúc vàng họ giao lưu của chính chị mình giá là 200.000 nha. Mã số 16A. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 17A. Rồi 17A cũng là một cây cúc họ hương nha. Cúc họ hương đế bí luôn của chính chị. Đế bí được 6 múi là rất đẹp luôn. Rồi. Nút nụ thì có hết rồi nha. Cụ bí tròn do luôn của chú bình anh chị. Bình thân là 7. Quá xa đẹp. Chiều cao 80. Tán ngang 68. Rồi cái cúc họ hương giao lưu của chú anh chị mình giá là 220.000 thôi. Rồi 220.000 có cây thọ hương đế bí rất là đẹp ha. Nụ nè. Mã số 17A. Rồi quá trời nụ nha cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18A. Cũng là một cây cúc phượng thanh trân luôn. Nút nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Cúc phượng thanh trân ha. Trời ơi nụ tròn 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 như viên bi luôn cô chú anh chị. Quá xá nụ nè. Rồi có củ nữa ha. Quỳnh thân là được 8 nha. Có củ đế vàng ôm luôn. Rồi. Chiều cao 66, tán ngang là 65. Rồi. Cái cúc phượng thanh trân giao lưu của chú anh chị mình giá là 200 luôn. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 19. Rồi. A hết cho chú anh chị. Cũng là một cây thanh mai luôn. Cây này thì đế bí ha, rất lớn luôn. 1, 2, 3, 4, 5 dòng hết cho chú anh chị. Rồi, thanh mai nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bạn. Đây, quanh thân thì liền cốt bạn nhé cô chú anh chị. Rồi, thân là được 7.
Nụ siêu nhiều nha cô chú anh chiều chị. Chiều cao là 62. Thanh mai ha. Trái ngang là 69. Rồi cái thanh mai giao lưu cô chú anh chị mình giá là 260.000. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 20A. Cũng là một cây cúc vạn phúc luôn cô chú anh chị ơi. Đây là cái củ vàng ôm luôn. Quấn được 3 dòng á cô chú anh chị. Liền củ quá là cái củ luôn cô chú anh chị ha. Lên dây gắn, nó bự chảy luôn cô chú anh chị. Rồi, bình thân là 7. Củ quá đẹp. Chiều cao là 59. Tán ngang 69. Rồi cây giao lưu của chính chị mình giá là 260.000 bao phí ship luôn. Rồi. Mã số ha, 20A cũng là một cây clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mà xem clip á. Rồi rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866 59094. Cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em muốn thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong cái clip trước cũng như clip này. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cái này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.